Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay bên mình trời vẫn rất là lạnh luôn nè mọi người. Mọi người có thể thấy là mặt đường đóng băng, lớp băng cũng khá là dày. Và nếu như đi trên cái đám băng đó thì rất là trơn. Và tuyết rơi bao nhiêu ngày mà lạnh quá không có tan được đó mọi người. Cho nên là nhìn tuyết vẫn trắng xóa nè. Đây là cái mé đường, không có ai đi, nhìn tuyết vẫn rất là đẹp mọi người ha. Còn bên đây là một cái ruộng mà người ta trồng cỏ, trồng hoa hồi lúc mùa thu đó, bây giờ thì héo hết rồi. Mùa đông thì không có cây gì mà lên nổi, chỉ có cỏ là còn sống, nhưng mà cỏ thì mùa đông cũng không có lên, mà phải đợi tới mùa xuân cỏ mới lại tiếp tục lên. Mình phải đi bên mé nè, mọi người có thể nhìn thấy là dấu chân rất là nhiều. Ai cũng đi ở cái mé này, bởi vì khi mà đạp lên tuyết á, thì nó không có trơn. Nhưng mà nếu mà ở giữa đường nè, là có xe người ta chạy qua đó, thì nó đã đè tuyết cứng xuống rồi, thì nó đóng thành băng, đi lên đó rất là trơn. Cho nên là hầu như ai cũng đi ở bên mé đường nè. Ở giữa đường thì hôm trước mình thấy có xe của nhà nước á, xe máy cày á, người ta đi người ta cạo một lớp tuyết. Nhưng mà vì là do không có rải muối cho nên là tuyết không có tan hết, mà nó nằm nhẹp những cái nào mà xe chạy qua đó thì nó nằm nhẹp xuống đường và nó đóng băng. Còn như là ở đường mà để xe giao thông qua lại đó thì là người ta rải muối xuống thì tuyết nó sẽ tan hết. Khi mà tuyết rơi nhiều quá thì ban đêm mà mình chạy xe ra đường á, mình thấy không có tối hẳn, mà giống như là cái màu tuyết trắng xóa, xong rồi nó chiếu sáng giống kiểu như là sáng trăng vậy đó mọi người. Giờ này đang có nắng lên cho nên là tuyết lại càng trắng, và đi ở chỗ này thì hơi bị chói mắt. Đó, tuyết rất là khô cho nên là khi mà tuyết dính trên người con kia của mình đó thì nó vũ một cái là tuyết bay hết. Còn khi nào mà trời ấm đó, thì nó nằm xuống là nó bị ướt nhẹp. Hôm trước có bạn hỏi mình là lúa mạch, lúa mì ở Đức thì người ta trồng được mấy vụ một năm. Thì mình thấy là chỉ trồng được một vụ thôi, rồi sau đó là bắt đầu lạnh rồi thì người ta không có trồng được nữa, mà người ta trồng một vụ lúa hoặc là một vụ bắp, rồi hoặc là một vụ hoa cải, rồi sau đó thì người ta chuyển qua trồng cỏ. Bởi vì ở Đức thì nông dân họ luôn kết hợp trồng trọt và chăn nuôi đó, cho nên là họ trồng cỏ để nuôi bò. Còn bắp thì họ trồng không phải để lấy trái bán, mà lấy trái nghiền ra để cho bò với lại heo ăn. Như mình có quay video mà máy họ thu hoạch bắp đó, thì họ nghiền cả lá, cả trái, cả cây, rồi họ đem về họ để dành cho heo, cho bò ăn. Bởi vì cỏ thì nhiều khi không có đủ cho mùa đông đó. Cỏ thì họ trồng cũng rất là nhiều, xong rồi họ bó lại thành từng bó thiệt là bự. Xong rồi họ đem về họ để trong kho để cho bò ăn mùa đông. Đó, mọi người nhìn thấy bụi cây nè. Bụi cây thì mùa đông nhìn giống như là chết khô vậy đó ha. Những cái cành cây khô. Khi mà mình mới sang Đức á, thì đến mùa đông mình cứ tưởng là cây chết khô hết. Nhưng mà không phải. Nó chỉ rụng hết lá và nhìn nó khô như thế này thôi. Nhưng mà tới mùa xuân thì bắt đầu nó lại ra lá. Rồi cũng có bạn hỏi mình là hoa thì giữ mùa đông như thế nào. Hoa thì có nhiều loại là mùa đông nó chết nhưng mà cái rễ của nó còn sống. Xong rồi mùa xuân thì nó lại mọc lên cây mới. Còn có nhiều loại thì mình trồng năm nào mình cũng phải mua cây mới mình trồng lại. Hoặc là mình mua hạt mình gieo rồi mình trồng lại. Bởi vì nó không có chịu được lạnh mùa đông đó.
Nhưng mà trong vườn mình thì trồng nhiều loại hoa mà nó chịu được mùa đông, cái rễ của nó sống được mùa đông và tới mùa xuân thì nó lại mọc lên tiếp. Hôm trước cũng có bạn hỏi mình về chi phí học lái xe hiện tại ở Đức đó. Thì lát nữa mình về nhà mình sẽ quay cho mọi người xem cái hóa đơn mà có chi phí của con mình đang học lái xe ha. Hôm trước có bạn hỏi về chi phí học lái xe hiện tại Đức đó, thì bây giờ mình cho mọi người xem cái hóa đơn mà con mình đang học lái xe ha. Thì hóa đơn này là của tháng 11 và tháng 12 năm 2020. Thì cái dòng đầu này này là mọi người có thể thấy là 90 phút, tức là mỗi lần mà con mình chạy, con mình lái đó là 90 phút. Và tới cái dòng tiếp theo á, là cái dòng bên này là giá của 45 phút và mỗi lần con mình lái là 90 phút. Thì đây là cái giá tiền đây ha. Cái dòng đầu tiên á, 48 euro cho 45 phút là chạy ở trong thành phố. Thì chạy 90 phút là thành 96 euro cho một lần nè. Tức là mỗi một lần học lái, mỗi một lần, mỗi một buổi mà đi lái xe 90 phút á, là hết khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8, gần 2 triệu 8 á mọi người. Còn cái dòng thứ hai này là cái phí mà thi lý thuyết. Thi lý thuyết thì có hai cái tiền này. Một lần là 55 euro và một lần là 21,92 euro. Thì nó ra cũng gần 80 euro ha. Gần 80 euro thì nó vào khoảng, mọi người nhân với 28 giùm mình ha, nó hơn 2 triệu cho cái phí mà đi thi lý thuyết. Còn ở dưới này mọi người thấy là cái giá này khác nè. Đó, và ở đây có chữ Uberland, tức là lái ở đường làng nè mọi người. Thì đường làng cái phí nó cao hơn. Lái 90 phút là mọi người có thể thấy nè, 45 phút là 68 euro ha. Lái 90 phút là nó ra là 136 euro. Thì nó 100 euro là nó là 2 triệu 8, và thêm 36 euro nữa thì nó ra gần, nó ra khoảng 1 triệu nữa mọi người, tức là thành 3 triệu 8 cho một lần lái 90 phút ha. Còn đây là cái hóa đơn của tháng 1 năm nay, thì mọi người có thể thấy là cái này là con mình chạy đường làng nè, hai cái phần trên á là đường làng nè. Đó, đường làng thì cứ 45 phút ha là 68 euro. Thì chạy lần nào mà chạy 90 phút thì nó ra 136 euro, tức là ra 3 triệu 8 một lần lái đó mọi người. Còn mọi người có thể thấy là cái chỗ nào mà có số 5 phút nè, 10 phút nè, tức là người ta tính từng phút luôn á mọi người. 5 phút này là chạy ở trong thành phố, tức là người ta tới tận nhà, người ta đón con mình đó, thì là tính tiền 5 phút này luôn ha. Đó, còn 5 phút có thể là 5 phút lúc mà đi 5 phút, về 10 phút hay là gì đó, thì tính tiền từng phút một luôn. Còn chạy 90 phút ở đường cao tốc thì nó ra 136 euro nè. Đó, mọi người thấy cái chi phí lái xe hiện tại rất là cao luôn. Theo như mình biết thì chi phí của mỗi trường á, là người ta tự quy định khác nhau, cho nên là nếu như bạn nào mà học lái xe á, thì nên là tham khảo và so sánh xem là giá đâu rẻ hơn. Ở đây con mình học chi phí khá là cao, nhưng mà trường thì ở sát nhà, cho nên là đi bộ qua học rất là tiện lợi. Và khi mà thầy đến, khi mà lái xe đó thì thầy đến đón tận nhà, và sau đó thì thầy lại trở về tận nhà. Thì dĩ nhiên là cái phí đó là mình trả, tại vì tính từng phút, tính từ lúc mà từ nhà lái đi và từ đó về nhà là tất cả là đều tính hết luôn nè mọi người. Đó, mọi người thấy khá là mắc ha. Thì đây là chi phí của mỗi một giờ là bao nhiêu ha. Còn như bạn nào lái xe thì học lái đó thì học bao nhiêu giờ thì tính bấy nhiêu. Nếu như mà bạn nào học lái nhanh đó thì là sẽ chỉ phải học những cái giờ quy định thôi. Còn nếu như bạn nào mà học lái yếu á, thì là phải học thêm giờ nữa, thì cứ càng thêm giờ thì lại càng hết nhiều tiền. Bởi vậy cho nên lần trước mình khuyên là các bạn nên vào cái nơi mà để tập, mà người ta tính theo giờ có mấy euro một giờ đó, thì mình tự tập lái thì nó ok, nó rẻ hơn. Chứ còn cứ leo lên xe của thầy ngồi là mỗi một lần là hết vài triệu nha mọi người, rất là mắc luôn.
Video hôm nay thì mình chia sẻ một chút về cái chi phí đắt đỏ, chi phí học lái xe ở Đức ha. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại video lần sau.